Minh ơi. Gì? Em nhức đầu quá. Ủa Hân, anh bị gì vậy? Ủa sao vậy? Anh Minh, anh nhìn ra, anh nhìn kìa. À. Rồi, thì anh có đem sẵn Panadol cho tụi em. Thì tụi mình uống vô đi. Đó, mỗi thằng một viên uống vô bớt nhức đầu rồi bắt đầu mình sẽ... Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh sẽ giới thiệu với anh em với lại Zenith một cái con xe cực kỳ nổi tiếng. Mà nó nổi tiếng là chủ kênh nổi tiếng đó nha anh em. Cái chủ của cái con xe này á, đó là Tony TV. Anh biết cái kênh đó không? Đó, kênh của Tony TV. Thì trước là chủ là con xe này của Tony TV. Và ảnh là chuyên làm clip dành cho trẻ em đúng không? Có những mà con xe này cực kỳ đặc biệt luôn. Đó là order của nó mới có 1000 mấy thôi, mới đô đai xong. Biết sao anh em, mình nhớ cái xe này á, là ảnh chơi cái thử thách. Cái thử thách là cái kênh ảnh á, là Tony á, chơi cái kênh là quăng trúng cái gì là mua cái đó. Ai ngờ quăng trúng chiếc xe vậy, bắt buộc mua chiếc xe luôn. Mà ảnh đâu có đam mê mô tô. Nhờ như vậy, nhờ những đại gia youtuber như Tony thì anh em mình mới sở hữu, bây giờ mình mới thu được về con xe này. Và anh em mới sở hữu được cái con xe mới mà là rẻ tiền nữa. Lúc ảnh mua là 110, 220 á, cuối 220 là 110 triệu. Bây giờ mới đô đai xong lỗ 30 triệu là bao nhiêu? Là 80 triệu đúng không? Là chiếc giá xe này hiện tại 80 triệu. Biển số thì biển số ở nơi Tony TV ở là Đồng Tháp 66 2018 quay biển số nè. Ủa quê là... em, quê em luôn. Chị? Quê em Đồng Tháp luôn. Vậy hả? Rồi ok. Quê em Đồng Tháp á. Thì xe này Tony hầu như không chạy nha anh em. Đó là một cái thử thách trong cái kênh của Tony. Và Tony không chạy nữa cho nên để phí quá, cho nên là Tony bán. Tại vì Tony không có đam mê con tay. Mày lỡ quăng trúng cái nhà, mua cái nhà luôn hả? Ông Tony thì ông chơi dữ ghê á, cũng dạng thứ dữ á. Rồi thì đầu tiên là em cao mét nhiêu? Em cao mét 63. Mét 63 thì em ngồi thử con xe này đi. Mét 63 ngồi hơi nhón một chút xíu nhưng mà vẫn ngồi được. Ok, thì đối với chiều cao yên của con này không có theo thông số kỹ thuật gì hết nha. Thì đối với chiều cao bình thường thì 1m63 thì Zenith vẫn ngồi được. Thằng Thi là mét mấy? 60 đúng. 60 đúng, ok. Mời Thi lên. Okay. Em đứng kế bên. Okay. Thi lên đi. Bước lên cẩn thận nha. 1m60 đúng là đi con này thì sao? Trời ơi. Thì ok luôn đúng không? Ok mình. Rồi ok rồi. Đúng, đủ rồi cho anh em coi. Thì tại sao anh em, nhiều anh em sẽ thắc mắc. Em nghĩ tại sao con này lại mắc là em hơn MT15. Hiện tại con này đang cạnh tranh với MT15. Tại sao nó lại mắc? Em không biết. Ví dụ đây một số điểm tại sao nó lại mắc. Em nghĩ là do nó mới. Nói gì nữa? Mới với lại không biết thiệt. Em đâu làm đây, qua đây anh sẽ chỉ cho em ha. Thì cái điều đầu tiên mà em ngồi lên con xe này nó mắc bởi vì nó là thương hiệu của Honda. Đa số Honda ở Việt Nam là bán giá cao hơn những cái hãng khác. Tại vì người dân Việt Nam với cái khái niệm là Honda ăn chắc mặc bền, từ xưa là đã những chiếc Honda đã ngấm sâu vào trong đầu Việt Nam mà, cho nên hãng Honda nó bán giá xe Honda rất là mắc. Rồi tiếp theo là con này có ABS mà con MT15 không có. Đúng rồi, ABS nè, mắc hơn quay ABS cho anh em xem á. ABS. Rồi tiếp theo là phuộc upside down MT15 có nha, nhưng mà cái phuộc upside down này là của Showa luôn. Anh em nhớ quan không? CBR 250 RR mà con CBR 250 đẹp đó thì nó cũng là phuộc upside down của Showa. Thì nó được trang bị ABS, gấp nó rất là đẹp, anh thấy gấp nó không? Nó uốn lượng rất là ok luôn. Bô đúc gầm tiêu chuẩn luôn. Kiểu dáng của nó là, em nói sai rồi, kiểu dáng của nó là neo cà phê sport. Nó kết hợp nhiều cái vô á. Còn bình xăng bao tiết kiệm luôn, 50 cây 1 lít. Ồ, nhiều thế. Rất là nhiều. Và đồng hồ của nó là đồng hồ điện tử nè, rất là đẹp nè. Đó, Honda là 1008, có hiển thị số luôn. Rồi, có hiển thị báo xăng nè, cây xăng nè, thấy không? Hình cây xăng nó hiển thị rất là nhiều. Giờ giấc. Thì như vậy á, những anh em mới tập chơi rất là dễ chơi nha. Có nghĩa là anh em á, có thể hiển thị số anh em đi rất là dễ, đơn giản và Honda rất tiết kiệm. Và cái kiểu dáng này trẻ chơi cũng được mà người lớn chơi cũng được. Đó, đây là gương chiếu hậu bản của nó luôn á. Bản Honda. Đó, bản của nó nguyên zin luôn á. Tại vì bạn Tony bạn nó ngu, bạn nó không có đi. Đó là một cái thử thách thôi. Mình thích những YouTuber như vậy đó. Mua mô tô nhiều vô thì mấy anh em mới bán lại cho YouTuber mình, là những anh em có thể sở hữu được những con xe đẹp. Những con xe đẹp là phải tìm như vậy mới được đó anh em. Nó hầu như Tony tâm sự với Minh là không có đi cái này, không có đi, bỏ nhà vậy đó, thử thách mà. Rồi bây giờ nói gì nữa ha, thì về cái phần đèn hậu, anh thấy nó giống cái con mà CB 300 mà trước mình từng quay á, nhớ không? Nhớ. Con CB 300 nhưng mà con này nó nhỏ hơn nha. Con CB 300 là nó to hơn một chút xíu, nó to hơn một chút xíu và đương nhiên nó sẽ mạnh hơn. Và đâu để mình còn cái gì để nói của con này để anh em muốn mua không? Thì cái thông số lớp của nó thì chung với lại một số các dòng 150 rồi. Bây giờ em muốn chạy thử không? Có. Chạy thử hả? Hình như con xe này tìm một cái vết chày cũng không có à, đúng không? Rồi. Xe ken mà. Nãy quay bảng số cho anh em chưa? Đây, bảng số đây. Đó. Xi nhan thì giống như Vario đồ này nọ đó. Ngồi xuống cấn mở quá. Rồi, thì bây giờ quên. Sẵn tiện á, qua đây. Cái đầu đèn đó nè. Được trang bị đầu đèn LED á, giống như cái con CB 300 1650R luôn á, đẹp ha. Nguyên một cái series luôn, nguyên một cái series nè, 150, 300 là 650 rồi 1000 luôn. Thấy không? Em có để ý không? Có để ý những gì đó không? Thì bây giờ anh có so sánh nè, quay xa ra cho anh em. Đem một chiếc CB 150R luôn, CB R150. Biển số, quay biển số cho anh em xem luôn. Anh em nào có mua có nhu cầu 60 triệu nha anh em. Chiếc bên đây là 80. Thì chiếc này thì chỉ có order mới có 4000 thôi. Nè. Hai chìa khóa nào rất là đẹp. Xe rất là mới. Mọi xe thì anh hỗ trợ ký giấy cho anh em hết. Đó. Xe chính chủ thì mình có thể ủy quyền hoặc là ký mua bán sang tên. Đó, thì anh hỗ trợ ký giấy cho anh em mua xe hết. Xe rất là đẹp, con nào cũng đẹp hết. Con này mới đi 4000 thôi nè anh em. 4000 cây. Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình tập trung vô chiếc này. Thì cho em chạy thử nha. Rồi em chia sẻ lại cảm nhận của nó. Okay chưa? Chiếc này chạy thì sao ta, em có cảm giác là nó nhẹ hơn một MT15 một xíu. Y từ ôi nhiều xe hơi đó. Với mọi người đây sẽ là cảm nghĩ của Zenith thì nó hơi nhẹ hơn con MT15 một chút xíu. Ga rất là êm, dặn cũng dễ, ngồi thoải mái. Sao vậy cứ chạy đi em né. Chú chạy xe đạp nè, em sợ chú chạy xe đạp. Có bộ chú chạy lên hỏi em sẽ xe đạp điện không, trời ơi chắc chớ. rồi, tóm lại là xe êm nha mọi người. Ghế ngồi cũng thoải mái này, cái này đi cà phê là ok luôn. Ngầu không? Ngầu ngầu không? Bây giờ quá trời, ngại quá. Thì chị em gì em không giống chị nhanh. Rồi, chạy cảm giác thấy sao? Êm. Xe tay với lại nhìn cũng ngầu nữa nè, em có coi lại clip á, chạy nhìn ngầu quá à. Với lại nó thì cao nhưng mà nó nhẹ. Cái con xe này nó có thể phù hợp cho những người lớn tuổi nè, trẻ tuổi nè, con gái như em nè, đều chạy được nè. Mã lực của nó chỉ 16 mã lực thôi. Nó không có cao, nó không có mạnh nhiều. Nói chung là nó không có nghiêng về sức mạnh nhiều. Nếu như thích sức mạnh thì đó, sử dụng con sport kế bên thì nó sẽ mạnh hơn xíu. Còn nếu như đi dạo phố, đi chơi, đi làm, sử dụng con này rất là ok. Làm mát bằng dung dịch, mọi thứ rất là ok luôn. Đi trong Sài Gòn phải nói khỏi phải chê. Tại vì á, cơ bản là nó mắc nhất trong phân khúc mà. 150 là hiện tại, là con này là mắc nhất mà anh em. Đó, thì anh em nào mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653. Thì địa chỉ của mình là ở 204 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh em có mua liên hệ, và anh em bán xe cứ liên hệ mình luôn. Thủ tục nhanh gọn lắm, nói chung mình làm rất là nhanh gọn, mình lo giấy tờ này nọ hết cho anh em bán xe cho mình. Đó, nhưng mà anh em bán phải giá hợp lý nha, bán giá cao quá sợ mua, thấy không? Như con xe này Tony đã lỗ 30 triệu rồi, tiền giấy tờ luôn là 30 mấy triệu, ghê không? Lỗ mua con xe không chạy mà lỗ. Đại gia YouTube có khác. Và cảm ơn anh em, cũng cảm ơn anh em đã xem clip, và cũng như là cảm ơn Tony đã để lại chiếc xe cho những anh em xem kênh của Minh Biker chơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và anh em nữa. Cảm ơn em là cái gì? Em chạy xe. Anh em coi clip này không biết có đau đầu không, chứ mấy đệ mình đã đau đầu lắm rồi. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Và anh em đừng quên là nhớ subscribe và like cho kênh của Minh Biker. Chia sẻ nữa. Và follow Facebook của Zenith nữa.